ở đây là cái Nguyễn Nấu hay sư? Ừ, nhìn thấy hấp dẫn nha, cái màu thấy hấp dẫn mà ngon hay không chưa biết nha. Em xui. Ngon, nhìn thấy hấp dẫn nè. Hút thịt đi chị, thịt gì nè. Rồi này. Quá trời thịt gì. Nấu mấy ký lần nha chị Sơn? 3 ký. Nghe cái mùi thơm á. Nhìn thấy cái màu hấp dẫn ha. Giá gì thịt nhiều lắm. Không đi bao. Nữa đi, nữa đi. Tính đó giờ cái nấu này thường xuyên không hay mới nấu? Nấu thường xuyên anh. À mới nấu thường xuyên rồi. Rồi có biết nấu món gì khác nữa không? Không, món là món ruột của em. Ủa ghế ai mày đá ra ngoài vậy kì vậy? Ăn cháu. Ăn cái nhìn ngon mà hấp dẫn nè. Ăn điện đi chờ thôi. Điện rồi. Điện chế. Anh nấu ăn đi. Quay clip đi. Đó, quét chỗ mình cho nó ngồi. Chọc bà chị muốn điện cho nó thì chị điện gì kim điện chi. Nó bóp máy. Nó bóp máy thôi chứ mất máy gì kim điện đó. Không ngon thì cái cay ngon đấy. Bảo thấy sao Bảo em? Ngon ha. Chị Sương nè. Ăn không dùng. Điện kêu bà chú qua ăn mà không Bảo không bắt máy. Điện kêu bà chú qua ăn mà không Bảo không bắt máy mày điện đi. Mới ngủ chắc mới ngủ. Thôi con điện cái gì à? Ai điện cái gì à? Chị Tú Nguyễn điện thì Bảo không Bảo không máy rồi. Tú Nguyễn gọi là Bảo không máy. Bảo không máy. Ủa đâu ngon? Giờ không thật sự nằm thật sự mà nói là cái này ngon thiệt. Ăn này ngon anh đại vô nhiều đi anh. Em tôi nghĩ rất là vui. Anh gì kia rất là vui nên là mình nên là gì trước lên ngồi ăn bún bò kho đi. Trời ơi trời, sáng sớm mà hai người mò qua ngồi lại trời. Không có chơi bà bảy nha. Không có chơi bà bảy. Thôi chứ ăn đi chứ ơi, bò kho ngon nè chứ ơi, ăn đi rồi ấy. Mì kìa, mì này ngon á, chậu cái mua trên 24 giờ. Bả mua á, bả dành trả tiền luôn á. Nên chị Kiều rất là vui nha, mà về trước tâm trạng rất là vui nha. Đợt mặt là đi đâu á, còn anh năm tờ nè mua không? Không, không luôn, trời ơi. Ai được ạ, à? Lấy quần đâu rồi. Chơi bà bảy là hổ giận. Trời ơi, lẩu bò lý tổ quá ngon ha, chỉ cho bà ăn bữa. Nước ngon rồi chứ à. Ngon lắm, có chỗ sắc luôn. Kìa. Cái bà kia á. Ăn này hết không? Bà ăn này hết không cái ăn này? Thôi, muốn nhỏ thôi. Lấy nhỏ thôi. Bà chọc hả? Ai hết ăn? Hết tiếp. Rồi ăn đi chứ. Cho nhóm lại vậy. Rồi nhóm lại hả? Nó không đồng ý cho bà vô. Rồi. Bà ngồi đâu mà châu đốt cháy nha. Không về. Bà có bỏ quán bà đó. Bệnh đó thì có. Nha. Chị chức bước xuống rồi. Cho nó vô chị dạ. Ăn đi uống thuốc. Chích thuốc cho. Ăn đi uống thuốc thì chích rồi. Vậy tuổi này á. Cháu ở đó nè, cháu nè. Ăn dế đi.
cay cay ngon ha. Để gì chứ, tự tự cảm xứng. Sao chứ? Có thiếu mặn lạc ngọt gì không? Ơi đừng bán hai bà đó. Rồi. Để cho ông Cành nói thầu đi. Đây chưa bán cái số gì trước rồi. Rồi. Này nấu hoài lần cày nha. Dưa cho bà học giấy tí bắt đầu. Sao chứ ai cũng hỏi ai nấu gì chân vậy? Đồng kỳ vậy? Nấu đó. Nay ai lấy mình đục trắng. Để cho ăn hít giỡn kéo tay nữa hay không? Người thấy chưa mọi người? Trời ơi. Ngon hả? Ngon hả? Không, công nhận lâu lâu Tấn nấu thịt trâu ăn ngon nha. Thịt trâu. Chứ uống gì kìa, chú nhiều lời luôn kìa, mất công tí nữa la kìa, hối kìa. Tí thôi, tí nữa bà hối bà la, không có nước bà la. À, giờ này vô du em hả? Bà Châu ngồi bên kìa. Đóng bỏ tiền vô bóp này trời. Dạ ông khoe. Giống cầm hả? Quỳnh nó ghét cầm. Mai xưa gì chứ cái đi sinh nhật chị Sương á, tặng chị Sương cái gì? Một mình á, một đứa con đó. Ăn trong mà chết ra cho vô. Nó đùa gì vô. Ai nói gì nó cơ điểm, nó hồn điểm, nó là tắt là cô. Ai trên à, em la nó hoài, em nói mày, mày không có biết gì mình nói nó không có hiểu, mà nó hơi xí, hồi tối em mới la nữa nè. Anh Mai trong Tấn Nguyễn nha. Ai đó cũng xí nữa là chị ơi. Nó bò gấp đũa được không? Lấy đũa gấp ăn chứ ơi. Anh nhiều. Sao mà ăn bà giòn hoài vậy? Ngon gì chứ? Mẹ ăn đi kìa. Ăn đi chị ăn đây là. Vậy không điện thoại chứ bắt máy chứ. Dạ hết rồi. Múc cho miếng đi. Dạ hết rồi. Má nó đỡ nha. Bây giờ luôn là má nó đi. Nó trả tao cho nấy đây nè. Lấy cái này đi múc cái khác. Trời ơi. Múa lộn cho tôi. Làm gì quýt ta. Ờ. Ăn cho no đi mà qua tiểu tử mà nói xấu nữa. Ngày nay nó bị dòng rồi. Không đâu muốn gặp nó đâu. Vô $100 đó vậy má. Qua nói được vô được $100 đó. Quá à, không $100 rồi chứ. Đăng clip rồi nè, hãy đăng clip rồi nè. Ôi $100 đó. Cái này là tập tôi làm. Lơ lơ lơ. Là lên clip được $100. Nãy giờ ăn hỏi là ngon hay dở, không có một lời khen luôn. Đúng đó ơi. Đó chưa biết thấy không? Đây nè, ca nước nhiều nè. Đây đây. Cầm chê là không cầm. Cầm nó không ngon. Cầm keo ngon rồi chứ ơi. Nó vừa ngon sao bà không ăn hết. Cầm bớt chơi đây xong. Từ từ ăn. Bà ơi cái mẹ bà nói nhỏ không được hả? Cái hồng bà nóng lên. Người ăn ăn ham uống nè. Chơi giờ ăn này chưa xong cái ăn khoai lang vô. Trời ơi. Để giờ ba củ khoai lang bà nói là bà ăn khoai lang ngon hơn nữa. Trời ơi. Nguyễn chị bà đi. Tại vì Nguyễn quay là Nguyễn quay. Tại vì kỳ gì cầm không ăn cây được á. Tại vì cầm không ăn được á. Phải không thì cầm. Phải thì cầm. Không cho. Không cho ơi. Ăn cái này. Ăn không. Ờ. Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Đâu hả? Đâu vậy? Ăn nhiều. Đâu hả? Ghi dậu mua giùm đi. Sợ lắm rồi. Này cổ
quá gì đó, mà làm tay mà đúng. Anh gà rốt ra sáng mắt thì chú ơi, gà rốt kìa. Ngon á. Hồi sáng gì chứ có ăn gì chưa? Là mới ngủ dậy là ăn cái này đó hả? Nãy giờ ăn được mấy ổi mì rồi, hai rồi không ta? Ngon ha, ta Trung Nguyễn nấu luôn rồi chứ. Người ta chấm ớt đó thôi, ta ăn chấm nhiều, chấm nhiều nguyên miếng bự. Nhiều. Chất. Lúc này để ý nhiều hay sao? À. Ăn bò hôm qua bà ăn từ đi ngon. Nè chút nhiều lên. Kéo gì? Qua ăn từ đi ăn bò từ tôi với thôi. Ôi thấy không? Chứ gì chuẩn bị là lén 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 đó. Sắp đồ vô cho bà. Chào canh nha. Bà Châu có nghe được là hơi mệt mỏi đó. Chứ uống gì kia cho Châu làm chứ kìa. Châu, Châu mới liếc chứ kìa. Trần nó nhanh chết. Cho bá ly uống nước cam nữa. Nói nước cam thì chứ đây. Làm gì trà đá để uống Châu à. Cũng làm luôn. Mà nói nước cam thì làm lẹ lắm, trà đá để uống cho. Dễ nghe chứ. Ủa bà Quỳnh đâu à? Trời ơi. Trời ơi là trời. Ai vậy? Ngày nào hôm qua đây quẹo chứ có mọi người. Ai vậy? Hôm qua anh chị cũng đóng bệnh. Ta la chị nằm dài luôn. Chấm lẹ cho hết nước lại nữa kìa. Để gì nó rút nước vô mì trên rồi sao ăn. Để mổ. Không nước thêm nè. Ăn ngon lành gì? Ngon. Ngán rồi đó thấy không? Con bò bằng dai nó kêu cắt ra. Con bò nó chưa tới. Người nào có răng thì ăn được. Người nào có răng thì nó dai. Ăn cái bò bằng ngoại nấu ăn ngon thì chứ hả? Mềm đúng không? Đây mày lãnh trăm đô bà làm nha. Mày lãnh trăm đô đưa bà làm nha, cái mép bà đó. Lãnh tiền bà giống này à. Ê chào bảy cũng đọc rồi. Ôi đừng chửi tục đi Lan. Chào đi chào. Cứ nghe ngồi nghe thì chất chọc không rồi rồi chửi tục kỳ quá. Chửi tục mà tao nói ê chào. Kệ ăn đi bà làm tao thôi. Ăn mày. Kệ tại vì chất bao bò kho kìa. Chứ mua mão hết nồi luôn đấy. Một tô vô trọng. Bà lục tay dê viết rồi có thuốc không cho thẳng coi cô cho bà tiền.